bạn nghĩ rằng là chào cái hơi của bạn Linh rất là hồn ngọt ngào, thưa quý vị. Chị Hương cũng như là chú Quang Linh đã thứ nhất là luôn luôn đồng hành, chú thật mà luôn luôn đồng hành và tâm hứng cùng với Hà. Chú cũng là người chỉ cho Hà, bởi vì có những cái phong cách của những cái bài hát mà như lúc nãy cũng có chia sẻ đó, là về mảng dân tộc và truyền thống thì nhiều khi Hà sẽ rất là dành để các bạn trẻ những ca khúc hợp thời. Thế nhưng mà những bài hát truyền thống thì Hà không nắm quá rõ 100%, thì chú cũng là những người mà đồng hành và chia sẻ với Hà.